chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh MV Acoustic Raster 800 ER phiên bản The Arsenal Edition 2020 vừa mới được ra mắt. Thương hiệu đến từ nước Ý vừa ra mắt một phiên bản giới hạn đặc biệt của cái mẫu MV Acoustic Raster 800 ER 2020 được trang trí theo các chủ đề The Arsenal Edition với cái ngoại hình và màu sắc đầy ấn tượng. MV Acoustic Raster 800 ER cái phiên bản The Arsenal Edition 2020 được xây dựng dựa trên cái nguyên mẫu thiết kế của phiên bản Raster 800 ER tiêu chuẩn. Số chân mình kết có động cơ lập 3 xanh 798cc với một công suất 144 mã lực, tốc độ tối đa 250 m/h, trang bị hệ thống treo trước sau của Maserati phanh đến từ hãng Rainbow. Đối với những đặc điểm bên ngoài của cái phiên bản giới hạn The Arsenal Edition, nó được trang trí theo cái gam màu cam đen làm bố cục tiêu chuẩn. Ngoại hình cái phiên bản này vẫn giống như Raster 800 ER tiêu chuẩn, mang đậm một phong cách của dòng Street Fighter với một thiết kế kiểu là báo chồm, đưa toàn bộ cái trọng tâm xe hướng về phía trước. Thanh tay lái rộng, bình xăng ngắn, độ cao yên xe chỉ dừng ở mức 810mm, khiến cho cái chiếc Raster trở thành một cái mẫu xe phù hợp cho mọi vóc dáng người lái. Bên cạnh đó, vô số những phụ tùng bằng nhôm siêu nhẹ được thay CNC như cái tay phanh, chân chấm, cá để chừng, nắp cái đầu ốc và được trang trí bằng cái gam màu cam để tăng một điểm nhấn cho cái phiên bản này. Raster 800 ER The Arsenal Edition 2020 cũng được trang bị cho mình cấp đơn phía sau kế một cái bộ vành hợp kim đa chấu đến từ Kinel. Bộ vành này chính là một trong những cái điểm làm nên cái tên tuổi Raster đúng nghĩa. Phía sau xe không dùng cái chắn bùn truyền thống mà thay vào đó là một cái biển số rời tích hợp đèn xian trên cái giá đỡ và cũng là hệ thống cái chắn bùn cho xe. Đi cùng bộ mâm nhôm hợp kim nang hoa cực kỳ bắt mắt, cùng với một cái bộ lớp bị rẽ đi 120/70/17 ở trước, 200/55/17 đặt ở sau. Một cái chút thất vọng liên quan đến giá bán và cái trọng lượng của phiên bản Raster 800 ER The Arsenal Edition 2020 vẫn chưa tiết lộ thời điểm này. Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật clip tiếp theo, các bạn chú ý lắng xem nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để tiếp nhớ like, subscribe.